Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2. Bài 55, bảng nhân 2, sách giáo khoa toán 2, trang 10, 11. Cô giáo mời các con quan sát trong sách giáo khoa, đọc và làm theo yêu cầu. Mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn, lần lượt lấy ra 1, 2, 3 tấm thẻ, rồi nêu các phép nhân tương ứng. Mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn, cô giáo lấy ra 1 tấm thẻ. Vậy, số chấm tròn ở tấm thẻ này là 2 được lấy 1 lần. 2 được lấy 1 lần, cô giáo viết thành phép nhân. 2 nhân 1 bằng 2. Mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn, cô giáo lấy ra 2 tấm thẻ. Như vậy, số chấm tròn ở 2 tấm thẻ là bao nhiêu? Số chấm tròn ở 2 tấm thẻ là 2 được lấy 2 lần. 2 được lấy 2 lần, cô giáo viết thành phép nhân. 2 nhân 2. 2 nhân 2 tức là lấy 2 cộng 2. Giáo viết thành phép cộng 2 cộng 2. 2 cộng 2 bằng 4. Như vậy 2 nhân 2 bằng 4. Mỗi tấm thẻ có 3 chấm tròn. Mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn. Cô giáo lấy 3 tấm thẻ. Vậy số chấm tròn ở 3 tấm thẻ là bao nhiêu? Như vậy số chấm tròn ở 3 tấm thẻ là 2 được lấy 3 lần. 2 được lấy 3 lần, cô giáo viết thành phép nhân. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 3 tức là bằng 2 cộng 2 cộng 2. 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 2 bằng 6. Như vậy 2 nhân 3 bằng 6. Cũng như là ở trên sân có các bạn đang chơi, có 3 nhóm bạn, mỗi nhóm 2 bạn. Vậy số bạn chơi ở trên sân là bao nhiêu? Số bạn chơi trên sân cũng như là chúng ta lập phép tính vừa rồi là 2 được lấy 3 lần. 2 được lấy 3 lần tức là bằng 2 nhân 3. 2 nhân 3 bằng 6. Mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn, lần lượt lấy ra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm thẻ, rồi nêu các phép tính nhân tương ứng tiếp theo. Các con quan sát các phép nhân. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6. Kết quả của các phép nhân lần lượt thêm 2. Vậy 2 x 4 bằng bao nhiêu? Mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn. Bây giờ cô giáo lấy ra 4 tấm thẻ. Vậy 4 tấm thẻ có bao nhiêu chấm tròn? 4 tấm thẻ chúng ta viết thành phép nhân. 2 được lấy 4 lần. 2 được lấy 4 lần tức là bằng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 bằng 8. Vậy 2 x 4 bằng 8. Cô giáo tiếp tục lấy ra 5 tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ 2 chấm tròn. Lúc nãy 2 x 4 bằng 8 rồi, bây giờ 2 x 5 ta lấy thêm 2 tấm thẻ nữa, tức là bằng 10. Như vậy ta thêm 2. Ta viết thành phép nhân 2 x 5 bằng 10. Tiếp tục cô giáo lại lấy ra 6 tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn. Ta lại thêm 2 đúng không các con? 2 x 6 bằng 12. Bây giờ cô giáo lại lấy ra 7 tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn. Chúng ta lúc nãy là 12 tấm thẻ rồi. 12 chấm tròn rồi, bây giờ ta thêm 2 chấm tròn nữa được bao nhiêu? Được 14. Tương tự cứ như vậy, cô giáo lại lấy 8 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ 2 chấm tròn. Như vậy số tấm thẻ ta lại thêm 2. 2 x 8 bằng 16. Và cô giáo lại lấy ra 9 tấm thẻ. Như vậy số chấm tròn ở 9 tấm thẻ bằng 2 x 9. Cô giáo lại thêm 2 bằng 18. Và 10 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn. Cô giáo lập được phép nhân.
2 nhân 10 bằng 20. Cô giáo thêm 2 chấm tròn nữa. Như vậy chúng ta đã lập được bảng nhân 2 rồi. Đây là bảng nhân 2. Các con quan sát bảng nhân 2, chúng ta thấy thừa số thứ nhất đều bằng 2. Thừa số thứ hai là các số tự nhiên từ 1 đến 10. Còn kết quả của phép nhân 2, tức là tích của các phép nhân là tăng dần mỗi lần thêm 2. Rất dễ nhớ đúng không các con? Bây giờ chúng mình cùng bạn voi học thuộc bảng nhân 2 nhé. Bảng nhân 2, 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 5 bằng 10, 2 nhân 6 bằng 12, 2 nhân 7 bằng 14, 2 nhân 8 bằng 16, 2 nhân 9 bằng 18, 2 nhân 10 bằng 20. Chúng ta đọc lại nhiều lần để thuộc các con nhé. Bây giờ dựa vào kết quả của bảng nhân 2, chúng mình làm các bài tập thực hành nhé. Bài 1, tính nhẩm. Chúng ta dựa vào bảng nhân 2, chúng ta nhẩm tính kết quả rồi điền kết quả vào các phép tính. Chúng ta làm bài tập 1 và vở bài tập các con nhé. Ở bài tập 1, chúng ta có 5 cột phép tính, mỗi cột có 2 phép tính. 2 x 7 bằng 14. 2 x 5 bằng 10. 2 x 2 bằng 4. 2 x 9 bằng 18. 2 x 6 bằng 12. 2 x 4 bằng 8. 2 x 3 bằng 6. 2 x 1 bằng 2. 2 x 10 bằng 20. 2 x 8 bằng 16. Bây giờ chúng mình đọc lại toàn bộ bài tập 1 nhé. 2 x 7 bằng 14, 2 x 5 bằng 10, 2 x 2 bằng 4, 2 x 9 bằng 18, 2 x 6 bằng 12, 2 x 4 bằng 8, 2 x 3 bằng 6, 2 x 1 bằng 2, 2 x 10 bằng 20, 2 x 8 bằng 16. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Bài tập 2, tính theo mẫu. Mẫu 2kg x 4 bằng 8kg. Ở đây chúng ta có phép nhân 2kg x với 4. Thì chúng ta nhân bình thường, ta lấy 2 x 4 bằng 8, rồi viết đơn vị kg vào tích vừa tìm được. Ở đây 2 x 4 tức là 2kg được lấy 4 lần bằng 8kg. Dựa vào phép tính mẫu, chúng ta hoàn thiện các phép tính ở bài tập 2 nhé. Ở bài tập 2 có 3 cột phép tính. Ở cột thứ nhất, 2kg x 6, ta lấy 2 x 6 bằng 12. Và chúng ta viết đơn vị kg và sau số 12, tức là sau số tích vừa tìm được. 2kg x 10, 2kg x 10, ta lấy 2 x 10 bằng 20. Và viết đơn vị kg sau tích vừa tìm được. 2 x 10 bằng 20kg, 2kg x 10 bằng 20kg. 2cm x 8 bằng 16cm. 2dm x 9, 2 x 9 bằng 18dm. 2 lít x 7, 2 x 7 bằng 14 lít. 2 lít x 5 bằng 2 x 5 bằng 10 lít. Như vậy, bài tập 2 vừa rồi chúng mình cũng đã vận dụng bảng nhân 2 để chúng ta tính kết quả. Các con lưu ý khi thừa số thứ nhất trong phép nhân có đơn vị thì tích chúng ta cũng phải viết đơn vị. Tiếp theo chúng ta chuyển bài tập 3. Bài tập 3 có 2 câu, câu A và câu B. Câu A, nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ. Ở câu A chúng ta thấy có 2 tranh vẽ. Chúng ta quan sát tranh vẽ thứ nhất. Tranh vẽ thứ nhất chúng ta thấy ở đây
Có 1, 2, 3, 4, 5. 5 chậu hoa. Mỗi chậu hoa có 2 bông hoa. Vậy số bông hoa ở 5 chậu hoa là bao nhiêu? Chúng ta sẽ viết phép nhân thích hợp vào ô trống này. Mỗi chậu hoa có 2 bông hoa, có 5 chậu. Vậy thì số bông hoa ta viết thành phép nhân là 2 được lấy 5 lần. 2 được lấy 5 lần, chúng ta viết thành phép nhân 2 nhân 5. 2 nhân 5. 2 nhân 5 bằng bao nhiêu? 2 nhân 5 bằng 10. Như vậy, số bông hoa ở 5 chậu hoa là 10 bông hoa. Tiếp tục chúng ta quan sát hình vẽ thứ hai. Hình vẽ thứ hai chúng ta thấy là có 3 bạn. Trên tay các bạn, mỗi bạn cầm 2 cái racket để đánh bóng bàn. Như vậy, số racket để đánh bóng bàn là bao nhiêu? Chúng ta lập được phép nhân. 2 được lấy 3 lần. 2 được lấy 3 lần tức là 2 nhân 3. 2 nhân 3 bằng 6. Như vậy, có tất cả 6 cái racket để đánh bóng bàn. Tiếp tục, chúng ta chuyển câu B. Kể một tình huống có sử dụng phép nhân 2 nhân 4 trong thực tế. Như vậy, bài yêu cầu chúng ta sẽ kể một tình huống ở trong thực tế phù hợp và tương ứng với cái phép nhân 2 nhân 4. Cô giáo lấy ví dụ, trên bàn có 4 đĩa bánh, mỗi đĩa bánh có 2 cái bánh. Như vậy, số bánh ở 4 đĩa bánh là 2 được lấy 4 lần. 2 được lấy 4 lần, chúng ta viết thành phép nhân 2 nhân 4 bằng 8. Như vậy, bài tập 3 vừa rồi, chúng mình cũng đã dựa vào bảng nhân 2, chúng ta đã lập được các phép nhân 2 và chúng ta cũng kể được tình huống có sử dụng phép nhân 2. Bài 4, trò chơi kết bạn. Quan sát tranh vẽ, chúng ta thấy thầy giáo đang tổ chức cho các bạn chơi trò chơi kết bạn. Thầy giáo hô, trò chơi kết bạn. Các bạn hỏi, kết mấy? Thầy giáo hô, kết 4. Mỗi người có 2 chân, 4 người có mấy chân? Như vậy, các bạn nhẩm tính rất nhanh. Mỗi người có 2 chân, 4 người có mấy chân? 4 người có 2 nhân 4 bằng 8. Như vậy, các bạn phải kết 4 bạn với nhau. Chúng mình cùng các bạn trong tổ, trong nhóm hoặc là trong lớp, chúng mình chơi trò chơi này nhé. Như vậy, hôm nay cô và các bạn đã lập được bảng nhân 2. Bây giờ, chúng mình đọc lại bảng nhân 2 nhé. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Về nhà, các con học thật thuộc bảng nhân 2 nhé. Bảng nhân 2 rất quan trọng, giúp các con trong khi tính toán. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.